Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Nhiều UAV của Ukraine xâm phạm không phận phía nam Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố quân đội nước ông đã phá hủy một số máy bay không người lái UAV của Ukraine xâm phạm không phận phía nam Belarus. Theo ông Lukashenko, một số UAV đã đi vào lãnh thổ Nga và bị bắn hạ gần Yaroslav, cách thủ đô Moscow khoảng 300 km về phía đông bắc. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Belarus, ông Lukashenko ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới Ukraine. Kiev cho rằng động thái này là nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraine và giúp Nga giải quyết cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Các quan chức Ukraine nói họ chưa thấy hoạt động quân sự gia tăng ở biên giới. Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo Ukraine rằng họ có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các hành động khiêu khích bằng UAV tiếp diễn. Belarus cũng cân nhắc đóng cửa đại sứ quán Ukraine tại nước này nếu những sự cố tương tự tái diễn. Trong một diễn biến liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Belarus, đồng minh của Nga, thông báo đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine. Đài RT ngày 11 tháng 8 dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus cho biết một số lực lượng cơ giới của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động. Ngoài ra, Belarus đang chuẩn bị điều xe tăng và các phương tiện khác bằng đường sắt đến các khu vực Gomel và Mozi thuộc biên giới Ukraine. Các quan chức Belarus công bố một đoạn video cho thấy một số xe tăng chiến đấu chủ lực thời Liên Xô đang di chuyển lên các sân ga đường sắt. Chưa rõ Belarus tăng cường lực lượng biên giới đến mức nào hoặc thời điểm các lực lượng mới đến khu vực biên giới Ukraine. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Nga đã thu hút sự chú ý của toàn cầu khi công bố hình ảnh đầu tiên về hệ thống S-500 Prometheus TEL. Transporter Erector Launcher cực kỳ tiên tiến tại triển lãm quốc phòng Army 2024 được tổ chức gần thủ đô Moscow. Đây là lần đầu tiên hệ thống S-500 được giới thiệu trước công chúng, mang đến cái nhìn chưa từng có về một trong những công nghệ phòng không tinh vi nhất của Nga. Hình ảnh hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus TEL mới đã nhanh chóng được lan truyền trực tuyến. Sự ra mắt công khai này của S-500 nhấn mạnh ý định của Nga trong việc chứng minh sức mạnh quân sự và năng lực công nghệ trên trường quốc tế. S-500 TEL là một thành phần quan trọng của hệ thống S-500, được thiết kế để vận chuyển, dựng và phóng tên lửa đất đối không có khả năng cao, đánh dấu bước tiến đáng kể so với thế hệ S-400 trước đó. Lần ra mắt công khai này nhấn mạnh khả năng nâng cao của S-500 trong việc tấn công và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, ở tầm bắn chưa từng có. S-500 Prometheus TEL đại diện cho một bước tiến lớn trong khả năng phòng thủ tên lửa và không quân của Nga, được tập đoàn Almaz Antel phát triển để thay thế S-400 Trump hiện tại. Hệ thống này được thiết kế để nhắm các mục tiêu và mối đe dọa ở phạm vi tối đa khoảng 600 km đối với các mục tiêu trên không, tăng đáng kể so với phạm vi 400 km của S-400. Nó có thể đánh chặn các mối đe dọa tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên đến 500 km và tấn công các mục tiêu ở độ cao lên đến 200 km, tức có khả năng chống lại cả các mối đe dọa trong khí quyển và gần không gian, chẳng hạn như các vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của S-500 là khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh bay với tốc độ vượt quá Mach 5 1.715 m/s với thời gian phản ứng chỉ 3-4 giây, cho phép nó phản ứng nhanh với các mối đe dọa tốc độ cao ở độ cao lớn. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi và tấn công với 10 mục tiêu đạn đạo di chuyển với tốc độ lên tới 7 km mỗi giây. Nó được trang bị hệ thống radar và chỉ huy tiên tiến cho phép ưu tiên và tấn công nhiều mục tiêu trong một môi trường đe dọa phức tạp. Hệ thống này cũng được thiết kế để hoạt động kết hợp với các hệ thống phòng không khác của Nga, chẳng hạn như S-400, S-300 hay Banshee S-1, để tạo ra một mạng lưới phòng không nhiều lớp và tích hợp. Cận cảnh cột khói đen bốc ngùn ngụt sau nhiều tiếng nổ ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Các quan chức cả từ phía Liên bang Nga lẫn phía Ukraine đều đã đề cập tới đám cháy xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, lớn nhất châu Âu, hiện do Moscow kiểm soát, trong bối cảnh lo ngại về thảm họa hạt nhân đã dấy lên cùng với giao tranh dữ dội ở tỉnh Kursk. Trong một đoạn video được quay bằng điện thoại di động mà hãng tin AP của Mỹ phát đi, người ta thấy khói bốc lên từ ống khói nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với ngọn lửa ở bên dưới. Theo Reuters, đơn vị giám sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã có mặt tại Zaporizhia. Đơn vị này cũng cho biết các chuyên gia của họ nhìn thấy khói đen bốc ngùn ngụt từ khu vực phía bắc của nhà máy sau nhiều vụ nổ. Ukraine và Nga cáo buộc đối phương gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hôm 11 tháng 8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga gây ra vụ hỏa hoạn. Ông cho biết đám cháy có thể được nhìn thấy từ thành phố Nikopol do Kiev kiểm soát.
nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố đoạn video quay cảnh khói đen dường như bốc lên từ một tháp làm mát với ngọn lửa đang cháy ở chân tháp. Hiện tại, các chỉ số bức xạ vẫn bình thường, nhưng nếu Nga vẫn kiểm soát nhà máy thì tình hình sẽ không và không thể bình thường, ông Zelensky lo ngại. Trong khi đó, quan chức được Nga bổ nhiệm Evgeny Balitsky tố lực lượng Ukraine pháo kích vào thành phố Enerhoda lần cận gây ra vụ hỏa hoạn. Ban quản lý Zaporizhia cho biết các nhân viên cứu hộ đã khống chế được đám cháy và không có nguy cơ đám cháy lan rộng hơn nữa, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước mắt, IAEA cho hay không có báo cáo nào về tác động đến sự an toàn hạt nhân tại địa điểm này. Chúng tôi nhận được thông tin từ Zaporizhia về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những tháp làm mát nằm tại địa điểm này, IAEA viết trên mạng xã hội X. Quan chức Ukraine tại Nikopol, Yevhen Yevtushenko, nói với truyền thông rằng có thông tin không chính thức cho thấy lực lượng Nga đã đốt cháy một lượng lớn lốp ô tô trong các tháp làm mát. 6 lò phản ứng của Zaporizhia hiện không hoạt động. Cơ sở này đang dựa vào nguồn điện bên ngoài để làm mát vật liệu hạt nhân và ngăn ngừa tai nạn thảm khốc tiềm tàng. Thống đốc vùng Zaporizhia Evgeny Balitsky hôm 11 tháng 8 thông báo nhà máy đã được tắt lạnh như một biện pháp phòng ngừa. Giám đốc truyền thông của Zaporizhia tuyên bố máy bay không người lái cảm tử được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 11 tháng 8. Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi IAEA can thiệp và đảm bảo an ninh cho nhà máy. Bà Zakharova cũng lên án vụ pháo kích nhà máy là hành động khủng bố. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Đây là nhà máy của Ukraine, nhưng rơi vào sự kiểm soát của Nga chỉ 4 ngày sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi năm 2022. Kiev đã phục kích đoàn xe quân sự của Moscow ở Kerch, trong khi Nga ban bố chỉ thị đặc biệt ở ba khu vực giáp biên giới Ukraine. Lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc phục kích trong đêm nhằm vào đoàn xe quân sự Nga tại vùng Kerch của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 40 km. Cuộc phục kích diễn ra giữa lúc Điện Kremlin ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang, theo báo Anh The Guardian. Một đoạn video do các blogger quân sự Nga lan truyền cho thấy hình ảnh một đoàn xe bị hư hỏng trên lộ E-38 theo hướng Đông Tây tại làng Oktyabskoe, một địa điểm nằm sâu bên trong Nga hơn bất kỳ địa điểm nào đã được xác nhận trước đó kể từ khi lực lượng Ukraine vượt qua biên giới hôm 6 tháng 8. Để đối phó với chiến dịch táo bạo của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã điều quân dự bị và vũ khí tới khu vực Kerch, bao gồm tên lửa Grad, pháo binh và xe tăng, theo hãng tin Interfax. Các nhà phân tích cho rằng việc Ukraine mở mặt trận Kerch có thể nhằm buộc Nga điều động lực lượng dự bị tới ứng phó, từ đó giúp tình hình ở phía đông Ukraine đỡ áp lực hơn. Cũng có đánh giá rằng chiến dịch Kerch không phải là không có rủi ro chiến lược, vì nó cũng có thể chuyển hướng các nguồn lực khan hiếm của Ukraine khỏi các tiền tuyến vốn đã dàn trải. Điện Kremlin gọi đây là hành động khiêu khích quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga NAC tối 9 tháng 8 giờ địa phương đã triển khai chiến dịch tại ba vùng giáp với biên giới Ukraine là Belgorod, Bryansk và Kerch. Theo luật năm 2006 của Nga, các lực lượng chống khủng bố có quyền dừng người và phương tiện để khám xét vào các tài sản và hạn chế sự di chuyển của mọi người trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc được kiểm soát chặt chẽ, việc bán vũ khí và rượu bị cấm. Đài RT dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 8 khẳng định, chiến dịch nhằm vào vùng Kerch đã khiến Ukraine mất 102 xe bọc thép, trong đó có 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở bộ binh. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.